Xin chào các em đã quay lại với kênh Shop Úc Chibi nha. Và video ngày hôm nay thì chị và các em sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 26 tây tháng 1 năm 2021 nha. Và đầu tiên là đơn hàng của bạn Nguyễn Đoàn Hương Giang với giá 73.000 đồng. Đơn hàng của bạn thì gồm có một bút Wixi mèo ú màu tím với giá là 20.000 đồng nha. Đây rất là mềm luôn, cầm cây viết sẽ không bị đau tay nè, mà còn sướng cả tay nữa. Đó, 20.000 đồng. Và tiếp theo còn có hai bộ hềm black green khác nhau với giá 10.000 đồng một bộ như vậy nha. Và trong một cái bịch như vậy nè, nó sẽ có tính tấm hình của những cô nàng black green xinh đẹp và tài năng lại hát hay nữa nè. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Và đơn hàng thứ hai là của bạn Nguyễn Thị Thanh Nữ với giá 103.000 đồng. Wow, một cái tên thật là đẹp có đúng không nè. Wow, đơn hàng của bạn Thanh Nữ chỉ toàn là móng tay thôi nha. Và bạn đặt mua 10 bộ móng tay như vậy và mỗi một bộ là 7.000 đồng. Có giá là của 10 bộ là 70.000 đồng nha. Đây những mẫu móng tay rất là cute và nó kèm theo là những cái kim tuyến nhỏ nè. Đây là có chai keo để cho chúng ta đính những cái này vô đây nè. Rất là đẹp luôn ha. Đó, 10 bộ 10 kiểu khác nhau. Đây, rất là xinh luôn. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng nha. Đây, những cái kiểu rất là cute luôn. Những cái hình quạt hình này, con gấu, con thỏ nữa nè, nhiều lắm. Và có cả trái cây luôn. Và đơn hàng tiếp theo là của bé Miu với giá 79.000 đồng. Đơn hàng của bé Miu thì gồm có một móc khóa thủy thủ mặt trăng màu vàng với giá là 10.000 đồng. Đây, cô nàng thủy thủ với hai chùm tóc dài màu vàng nha, rất là xinh xắn. Chúng ta có thể dùng để móc ba lô, hoặc là móc chìa khóa xe, hoặc là móc điện thoại cũng được. Rất là có nhiều lợi ích lắm nha, chỉ với giá là 10.000 đồng thôi. Và một cây bút màu hình trái đào với giá là 5.000 đồng. Và gồm hai quyển sổ nước kim tuyến với giá 17.000 đồng mỗi quyển nha. Đây, một quyển là hình chú thỏ nè, còn một quyển là hình chú gấu panda với ngôi sao có kim tuyến nước, rất là đẹp luôn. Và giá ship của đơn hàng này là 30.000 đồng. Và đơn hàng tiếp theo là của bạn Trần Mỹ Nhã, một cái tên thật là đáng yêu và dễ thương đúng không nè. Và đơn hàng của Trần Mỹ Nhã có giá là 137.000 đồng. Đơn hàng của bạn gồm có một cây dù nè, dành cho búp bê, rất là xinh luôn, một cây dù màu cam nha. Đây, đó, với giá là 12.000 đồng. Và tiếp theo là ba cái lớp tớp, mỗi cái như vậy là 5.000 đồng. Và ba cái là 15.000 đồng nha. Đây, ba cái lớp tớp. Và còn có ba cái móc khóa ba lô nữa, mỗi cái như vậy là 15.000 đồng nha. Ba lô này nè, có ngăn kéo cho chúng ta luôn nè. Chúng ta có thể đựng tiền, đó, đựng tiền được luôn nha. Gồm có ba ngân, hai ngân ở trong đây và một ngân ngoài ở đây. Rất là xịn sò luôn. Dùng để móc cặp học đi học nè, hoặc là móc chìa khóa xe cũng được, rất là tiện. Đây, hình Hello Kitty và hoa cúc trắng và một cái ballerina. Và sản phẩm cuối cùng của đơn hàng này là một cái bịch mắt nước với giá 32.000 đồng. Đó, làm cho chúng ta bịch lên khi đi ngủ, làm cho chúng ta mát nè, mát mắt nữa nè. Đó, giấc ngủ ngon hơn. Đây, và có cái bịch mắt nước này nè, có chữ Be Happy và có hình hai chú gà này, một con gà mẹ và một chú gà con, rất là xinh xắn. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Tên tên, và cuối cùng chúng ta cũng đã kiểm tra xong đơn hàng của ngày 26 tây tháng 1 năm 2021 rồi. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn có muốn thay đổi hoặc bổ sung đơn hàng của mình thì hãy gọi gấp số điện thoại 0937899707 để được thay đổi và bổ sung nhé. Và nhớ hãy điện trước 21 giờ, có nghĩa là 9 giờ tối đó nha các bạn, để được thay đổi và bổ sung nè. Hoặc có thể liên hệ qua Facebook và Zalo để được tư vấn miễn phí và đặt hàng một cách nhanh và dễ dàng hơn. Còn video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Chị xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye nè.